Đó đó, cả nhà thấy không? Mắt đang thui bệnh kia. Đứng đây luôn nè. Đó đó, đó cả nhà thấy không? Thấy gõ con mắt không? Đuổi mình luôn. Đuổi cả nhà, đuổi mình cả nhà. Hello cả nhà, chào mừng toàn thể quý ông bà, cô chú, anh chị em và các bạn đã quay lại kênh YouTube của Nguyên Trờm Vlog cả nhà. Thì quý cô chú anh chị thì ở lần trước thì khi mà mình đến đây thì mình có thấy một cái vong có một con mắt rất là to, hiện bây giờ đang trú ngụ bên trong căn nhà này. Đó thì hôm nay mình lại quay trở lại. Nói chung thì ở lần đầu mình đến thì vong thứ nhất là vong lạ đó, nhưng mà mình thấy cũng có vẻ như cũng e dè khi mà gặp Nguyên Trờm, tại vì xuất hiện từ xa đó thì Nguyên Trờm đi đến đi kiếm thì biến mất tiêu đó. Thì hôm nay mình cũng muốn xác thực một lần nữa để nếu mà có thể thì mình sẽ giao tiếp với đi vong linh luôn đó. Thì mình nghi ngờ cái bông quỷ này là từ địa ngục lên, cho nên có con mắt mắt bự này cả nhà, đó mắt bự mà đen thùi đùi luôn. Đó, nhìn rất là ghê. Lần trước là Nguyên Trờm cũng hết hồn luôn á. Đó thì hôm nay thì mình lại quay trở lại căn nhà này. Thì có một số quý cô chú anh chị mình nói là Nguyên ơi, sao mà con có thờ mẹ Quan Âm mà cái vong này nó không sợ. Tại vì cái vong này quý cô chú anh chị là cái vong mình nghi ngờ là từ địa ngục lên, cho nên nó không sợ gì đâu. Có những cái như tượng mẹ Quan Âm hoặc là những hình Phật này kia là nó không sợ đâu. Thì ok, thì bây giờ Nguyên Trờm cũng xin mời quý cô chú anh chị mình theo Nguyên Trờm tiến vào trong nha, coi hôm nay nó như thế nào nha cả nhà. Chứ cái vong này mình nghĩ là nó sẽ giữ đó. Mình hồi nãy mình vô là mình bỏ cái ba lô của mình ở đây nè, cái ba lô đồ. Thì giờ mình bánh trái cúng kiến đồ cúng trong đó cả nhà. Thì mẹ Quan Âm thì mình cũng thắp đèn đó, thắp đèn sáng đêm vậy đó. Mà mình không hiểu vì sao mà lại cái vong này nó cũng không sợ luôn. Nghĩ ra thì nó chắc lẽ là Nguyên Trờm suy đoán là đúng, không phải là đến từ địa ngục cái nha. Rồi đứng đây luôn nè. Đó đó, cả nhà thấy không? Mắt đang thui bệnh kia. Đứng đây luôn nè. Đó đó, đó cả nhà thấy không? Thấy gõ con mắt không? Đó. Đuổi mình luôn. Đuổi cả nhà, đuổi mình cả nhà. Đi vô. Dí mình luôn á quý cô chú anh chị. Còn lú ngay cửa kìa, mới lú đầu ra đó. Đó đó đó, cả nhà thấy không? Lú lú đó. Đừng có dám vô thẳng luôn. Tiêu à? Thế à? Thế. Trà đứng đây quý cô chú anh chị. Hú hồ. Nhưng mà nó vô mình vô đây cái là mình hết đường chạy luôn. Đây, đây. Thì ở lần trước đó
Thì khi mà Nguyên Rồng đến đây á, thì cũng có nhiều cô chú anh chị nói là cái lúc mà Nguyên Rồng kết thúc video định định đi về đó thì xuất hiện ở trong trong toilet đó, đó cả nhà, ngay chỗ đó luôn á. Cả nhà theo cái con mắt nó đen thui đó, đó mắt bự luôn. Lỏng có gì đâu, chỗ này không ra đó ta, để nó ra ngoài này ở nhà trong toilet không ta. Nó ra đây kìa, ra sau này nó khu nghĩa địa nè. À đúng rồi, đúng rồi. Nhà thấy không? Đuổi nó thấy không? Đuổi mình để quý cô chú anh chị. Đây là nhà của tôi mà. Đây nhà của tôi đang cúng kiến ở đây cho các vong linh ở mà. Sao đuổi tôi? Rồi. Ngang ngược dữ ha. Tiếp rồi. Sự cũng ngang ngược lắm cả nhà. Ok cả nhà, thì chắc có lẽ Nguyên Rồng xin phép tạm ngưng đi, để Nguyên Rồng chuẩn bị đặt cái can và mình cúng kiến. Hôm nay chắc có lẽ mình cúng kiến ở ngoài trước chỗ mẹ Quan Âm này cả nhà, đặt cam ở đây luôn để coi có dám xuất hiện trước tượng mẹ Quan Âm hay không nha cả nhà. Ok cả nhà, thì khi nãy quý cô chú anh chị thì Nguyên Rồng cũng đã nói để mình cúng và đặt cam ở ở đây, ở trước mẹ Quan Âm và trước cái bàn thờ của ông già tiên, xem coi cái vong quỷ này con nó có dám xuất hiện hay không nha cả nhà. Đó thì tiếng động gì trời, thì cái vong này khi nãy thì nó dí mình, nói chung là nó dí mình đó, mà nó muốn kiểu là nó muốn đuổi mình đó cả nhà, kiểu là nó như như cái nơi ở của nó mà mình đến là nó đuổi mình, nó chiếm đó. Ok, thôi bây giờ mình sẽ tiến hành mình cúng nha quý cô chú anh chị, để xem coi nó có dám đến đây hay không, và cho quý cô chú anh chị mình xem rõ tận mặt nó như thế nào, có đúng như Nguyên Rồng nói là cái vong này nó có một con mắt rất là to ở trên gương mặt nó nè. Hương ở trên bàn thờ của ông già tiên trước này. Hồn
Ok cái nhà thì nguyên rơm cũng đã cúng và xếp bánh xong rồi. Đó thì khi nãy mình cũng có khấn với lại ông già tiên, cũng rất là mong ông có thể gia hộ giúp nguyên rơm để chống lại những cái vong linh dữ như cả nhà. Giờ mình ngồi chờ không có dám xuất hiện. Khi nãy hung dữ lắm mà tôi tới đây dí rồi đuổi tôi đủ thứ chứ bây giờ có giỏi xuất hiện tôi thấy rồi. Mình thấy 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 vong rồi quý cô chú anh chị ơi, đứng kìa quý cô chú anh chị thấy không, vô đây là ở nhà, ở cái ngôi nhà này muốn chiếm cái gì hả, còn muốn đuổi tôi nữa chứ, tôi không hiểu luôn. Vô đây là hỏi ý kiến của tôi đó. Khi vô đây ở là tôi không đuổi tôi không đuổi vong mà tại sao không đuổi tôi hả? Muốn ở yên ổn đây thì coi mà hiền lành lại ha, hiền lành lại để cho ở, còn thôi lúc đó tới đó tôi chừng trị thì đừng hối hận nha chưa. Thì quý cô chú anh chị ơi, thì cái vong này chung là mình thấy cũng dữ lắm chứ không hiền đâu, mình vô là đuổi tạt 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 mình vậy nè chứ phải hiền đâu. Tiếng gì nè, thôi à lần này thôi nha, coi chừng tôi đó, tôi cúng đây nè, có gì đã đến nó mà hưởng chứ đuổi đuổi xô tôi gì biến mất. Ok cả nhà thì thôi thì chắc lẽ là Nguyên Đồng cũng xin phép tạm rời khỏi camera nha. Quý cô chú anh chị mình quan sát xem khi nãy xuất hiện ở đằng đó đó, để coi có dám xuất hiện ở đây hay không. Mình đi ra ngoài. Vô cứ ngủ ở trong nhà của mình mà còn đuổi mình về cả nhà. Không hiểu luôn.
Ok cả nhà ơi, thì từ sớm giờ quý của chú anh chị thì con rồng đi ra ngoài, thì không biết là quý của chú anh chị mình đã xem thấy rõ được mặt của vong linh hay chưa. Đó thì quý của chú anh chị mình xem mà có thấy rõ được mặt của vong linh thì quý của chú anh chị mình hãy comment ở bên dưới cho con rồng biết nha. Thì khi nãy nhiều khi mình thấy mình cũng không hiểu những cái vong linh mà ở đây cả nhà, vô đây á thì ở đi, ai đâu ai làm gì mà khi mà mình đến đây mình cúng cho thì lại đuổi xô mình, không hiểu luôn. Phải chi mà mình đến đây để mình đánh đập hay là mình hành hạ vong hay là mình đuổi xô gì đó hay là mình làm bất cứ gì gây hại đến vong thì vong đuổi mình đi thì mình cũng cũng chấp nhận đi. Còn này mình đến để mình cúng, thứ nhất là mình cúng, thứ hai là mình giúp đỡ đó. Mình đến đây với lại cái tâm rất là tốt, cái tâm muốn giúp đỡ cho vong linh chứ không phải là hại vong linh, mà mỗi lần mình gặp những cái vong linh dữ họ lại không thích mình, đuổi xô mình. Nhiều lúc mình cũng không hiểu là cái tâm tư của vong linh như thế nào đó. Bởi vì đôi khi là thấy quý của chú anh chị thấy đờm cũng vì những cái vong dữ mình cũng cực khổ với những cái vong đó luôn. Nhưng mà mình rất là cố gắng có thể hết mình, có thể giúp đỡ được cho vong thì mình bằng cái sức lực của mình giúp cho vong. Chứ thật sự là thì theo mà như có nhiều cô chú anh chị thấy đó, thì nguyên đờm đôi khi gặp một cái quân dữ thì hành hạ mình hay là bất cứ gây hại mình như thế nào đó thì mình cũng cố gắng để thuyết phục, thứ nhất là thuyết phục, thứ hai nữa là mình muốn đưa cho vong về chùa hoặc là đi siêu thoát gì đó để mình tạo được một cái công đức nho nhỏ. Chứ thật sự thì nếu mà không bền trí chắc có lẽ bỏ cuộc cả nhà. Ok cả nhà, thì nguyên đờm thì chỉ không hiểu cái tâm tư của vong linh thôi đó. Thì quý cô chú anh chị nào mà nếu mà hiểu biết rõ về cái thế giới tâm linh đó, những cái tâm tư của vong linh, thì quý cô chú anh chị mình hãy comment bên dưới cho nguyên đờm biết nha, để nguyên đờm xem và nguyên đờm có thể học hỏi thêm những cái kinh nghiệm đó. Đến đây thì nguyên đờm cũng xin khép video lại. Quý cô chú anh chị ơi, thì nguyên đờm cũng xin chân thành cảm ơn toàn thể quý ông bà, cô, chú, anh chị em đã xem và ủng hộ kênh của nguyên đờm trong suốt thời gian qua. Nguyên đờm cũng xin chúc cho tất cả quý cô chú anh chị mình có một năm mới an khang thịnh vượng, tiền vô như nước nha cả nhà. Bye bye cả nhà.